Thưa quý vị, thưa bà con, xin được chuyển sang một câu hỏi khác. Từ Phú Yên thì khán giả Huỳnh Tấn Phong với số điện thoại 0961 3 số cuối là 038 có hỏi là heo con của gia đình khán giả được 15 ngày tuổi có biểu hiện đi ngoài phân sáp trắng và sau đó chuyển sang màu xám, có mùi hôi tanh, sùi bọt mép màu đỏ, lợn đi chân hơi run. Xin được hỏi chuyên gia Lê Văn Năm nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp này như thế nào ạ? Vâng, chào anh Phong. Thực ra thì đối với tôi là đối với câu này tương đối khó ở chỗ này này. Nếu như lợn mới có 15 ngày tuổi mà đi ngoài phân sáp, sáp trắng, rồi lại màu xám, mùi tanh hôi, sườn mép màu đỏ, chân run ấy, thì đây là biểu hiện của dịch tả. Mà dịch tả lợn cổ điển. Mà dịch tả thì lại ít khi xảy ra ở lợn tầm này tuổi lắm. Cho nên nếu như mà con nái mang trùng thì khả năng con lợn đàn lợn con này mới bị. Còn nếu là lợn nái mà không mang trùng, và đặc biệt là lợn nái mà đã được tiêm phòng thì không thể có những cái lợn con mà xảy ra hiện tượng bệnh này được. Thì đấy là cái trăn trở đầu tiên. Bởi vì tất cả cái bức tranh này nó liên quan đến vấn đề dịch tả. Cái trường thứ hai là phân sáp trắng. Thì chúng ta có quyền nghĩ đến cầu trùng. Nhưng mà cầu trùng, cái phân của cầu trùng nó không có màu tanh hôi thế này được. Và đặc biệt là cũng không có thể là có sùi bọt mép đỏ đấy. Cho nên là đây là một cái ca bệnh mà đối với tôi là một trường hợp tương đối đặc biệt. Đấy, cho nên ấy, có lẽ là ta chữa theo triệu chứng thôi. Chứ còn để chẩn đoán đúng bệnh thì cần phải thấy, có thêm những cái thông tin, ví dụ lợn có sốt hay không, sốt bao nhiêu độ. Thứ hai là còn bú nữa không hay là bỏ bú rồi. Và thứ ba nữa là những cái biểu hiện khác như là có rỉ mắt không, và rỉ ấy màu nâu hay màu trắng. Hoặc là tất cả những thông tin đấy chúng ta phải tiếp tục cập nhật thì chúng ta mới chẩn đoán nó chính xác được. Còn bây giờ thì hiện tại thế này, chúng ta đồng ý để bây giờ sẽ điều trị theo cái giải pháp là chữa triệu chứng thôi. Thì một là anh chị lấy cái thuốc gọi là thai cốc. Và nếu như ở cái Phú Yên mà tìm được thai cốc thì tốt, mà không tìm được thì anh lấy cái bay cốc. Bay cốc là thuốc của Bay E, thai cốc là của Năm Thái. Thì hai cái thuốc này nó có cùng thành phần, có cùng tác dụng. Thì một trong hai loại thuốc này anh có thể dùng một trong hai loại. Anh cho uống, pha vào nước uống và uống theo điều chỉ dẫn trên bao bì 3 ngày. Và thứ hai là chúng ta chữa triệu chứng bằng cách là chữa tiêu chảy bằng Vizante, chữa run rẩy bằng canxi B12. Thì ta lấy 1 ml Vizante cộng với 1 ml canxi B12. Đấy, pha chung lại. Để tiêm cho 8 cân heo một lần, ngày 2 lần và tiêm 2-3 ngày thì nó khỏi gây triệu chứng. Thế còn bản chất bệnh thì cần phải theo dõi thêm. Dạ vâng, và đó. Trong quá trình điều trị theo phác đồ mà chuyên gia Lê Văn Năm của chúng tôi tư vấn thì chúng tôi rất mong là khán giả Huỳnh Tấn Phong sẽ tiếp tục những quan sát những cái biểu hiện bất thường của đàn heo, sau đó cung cấp lại cho chương trình theo số 1900 6145 để các chuyên gia của chúng tôi có hướng tư vấn tiếp.